Vâng, xin chào mọi người. Bây giờ tôi đang ở đó chính là thành phố Thái Bảy, thành phố Đài Bắc tại Đài Loan. Chuẩn bị đó chính là vào khám phá đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội. Thì đây là bên ngoài của nó. Đây là bên ngoài của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Lô Hội. Cùng kia ở tầng 5 kia có chữ Forever qua chữ đại bàng này. Thực ra đây nó chỉ là một cái trụ sở để bán mẻ thôi, thì cũng là một cái trụ sở như kiểu sang bán trên Hà Nội thôi. Thế là nó chỉ nằm trên một tầng, nó chỉ là một tầng 5 thôi. Chỉ nằm ở trên một tầng 5 thôi chứ không phải là cả một tòa nhà này. Chuẩn bị lên cầu thang máy. Đây mình đi một đoạn, mình từ cái đoạn chỗ xe buýt bên kia, từ đoạn chỗ xe buýt bên đây, sau khi mình đỗ xe buýt từ ga thứ bảy là bắt xe 307, xong sau là đến đoạn Lán Trinh Phu Sinh. Cái đoạn Lán Trinh Phu Sinh thì đỗ ngay tại địa điểm này, địa điểm của công ty trách nhiệm bạn ngoài luôn. Sau đó là mình muốn lên được tầng 5 thì mình phải bắt cầu thang máy. Rồi bây giờ sẽ bắt đầu đi khám phá đó chính là công ty chi nhánh của công ty Forever Living Product, chi nhánh công ty Mỹ có chi nhánh tại Đài Loan là công ty Lô Hội và thường gọi là ở Việt Nam ấy. Thì bây giờ thử khám phá xem là bên trên ấy nó như thế nào. Đây là cầu thang máy, mình sẽ lên tầng số 5. Ok, đã lên tầng số 5. Đây là chi nhánh công ty, các bạn có thể thấy. Thế nào? Ủa, thì sao bên này sao vậy? Ủa, ủa? 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 Tôi từ Việt Nam đến. Ông ấy xong là nó bảo là tốt. Thì đây là chi nhánh công ty Lô Hội của Mỹ, nó có trụ sở đó tại Đài Loan. Thì ở Việt Nam thì nó gọi là công ty Lô Hội. Thì đây, ở đây đặc biệt là mua hàng mà túi ni lông ấy. Túi ni lông thì mình cứ nhặt hàng thôi. Ở đây nó có máy quay đầy đủ luôn. Đấy, máy quay đây, mình cứ nhặt hàng thôi. nhặt hàng mà đây. Đây nó có cái giỏ này. Thì mình có thể nhặt được hàng vào đây. Đấy. Nhặt hàng vào xong rồi mình ra quầy này mình thanh toán. Thì nói chung là ở đây thì đây, trong đây có một cái phòng để đào tạo hay cái gì đó ở trong đây. Ở đây cũng có nữa này.
ở trong đây cũng có đây 8 năm này, à đây 8 năm 15% này, à phải dùng bên 2cc này, 25cc này, 75cc này, 120cc đấy, mình quản lý mặt sợ. Đấy. Đấy như cái phòng đào tạo cũng khá là nhỏ đây. À, bên trong kia như là có một người đang OPP này. Ở đây như có một con đang, có một người đang ở đây. Cô chị Khang Khang. Ông ấy hỏi là tôi từ đâu đến thì tôi bảo tôi từ Việt Nam và rất chào đón bạn đến đến Forever của Đài Loan. Ờ, ta cơ tầng tầng đến này à? Ừ. Thế bây giờ mình đang đang đứng trong một cái Forever. Ờ. Tên bất nhiều chẳng chẳng hảo là. Thì lúc ấy ông ấy bảo là cùng bạn ông đấy là nói chuyện về công việc thì nói chuyện xong rồi và bây giờ ông ấy chuẩn bị hai người người chị à? Để không thôi là đi dạy ông chủ tôi chưa bạn? Vâng. Chưa đi nén xứ cơ rồi. Ồ, thế thì chứ sẽ lại Taiwan sư lại công chỗ sư chỗ sư công chỗ? Vâng chưa là cái chân sư, công chỗ chân sư. Công chỗ chân sư. Đang khai là cái bu này. Ồ, bu đó, y phục đó. Y phục đó. Ồ, sư chỗ sinh y mà hay sư sang bán? Yêu sang bán. Ồ, yêu sang bán. Các cơ của 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 những người trong công ty. Lúc mà tôi định mở cửa nhưng người ta mà không được bạn. Ok. Xin chào, bye bye. Bye bye. Thì vừa ông ấy vừa nói chuyện với bạn của bạn ông đấy, nói chuyện về công việc. Thì nói xong rồi ông ấy về. Đây cũng có người mua kem đánh răng này. Ừ. 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 Cặp forever. Tăng. Đây là bộ Soya, mọi người cứ bảo là ở Việt Nam cháy hàng, cháy phấn, ở đây nhiều, không kể xiết, quan trọng có tiền để mà người có tiền để mà mua để mà có thể gửi về được không chứ các bạn. Ở đây thì nhiều vô cùng luôn. Thì nói chung là muốn đến địa điểm này, nếu như bạn nào ở Đài Bắc ấy thì muốn đến địa điểm này thì chỉ cần gõ lên trên điện thoại Google ấy. Forever Living Taiwan, bắt đầu mình gõ ra trên Google, xong rồi mình ấn nút tìm,
Mình ấn nút tìm xong thì nó sẽ hiện ra vị trí và địa điểm tại công ty này. Thì sau đó là địa điểm tại công ty này là ở Lán Trinh Phu Sinh, đúng không? Sau đó là mình sẽ bắt ga, đó chính là mình đi mình từ địa điểm nào cũng được, tôi không cần biết các bạn ở đâu, nhưng mà từ đó chính là ga lớn, là ga Thay Bảy, là cái ga lớn của cỗ bàn cờ đấy, là cái ga lớn ga Thay Bảy đấy, mà nó có 3-4 tầng ấy, mà từ ô bàn cờ ấy nhá, trong ga Thay Bảy nhá, đi ra đằng trước mặt ga thì sẽ có một cái xe 307, mình sẽ quay đường về Lán Trinh Phu Sinh, quay đường về Lán Trinh Phu Sinh nhá, quay người dân ở đây, và sau đó là người ta sẽ chỉ cho mình là bắt bên đèn đường hay bên kia đường, thì mình sẽ từ trước mặt ga, sau đó mình sang bên đường bắt xe 307, và trước khi lên 307 và trước khi lên xe thì hỏi là cho tôi đến Lán Trinh Phu Sinh, và sau đó là mình search trên Google mà nó sẽ hiện rõ là địa điểm ở đây, thì nó sẽ có cái chỗ chỉ đường ở đây rất là chuẩn luôn, chuẩn đến từng bước chân một, nên là tại Đài Loan này chứ không như Google Maps vớ vẩn ở Việt Nam đâu. Ở Việt Nam thực sự là tìm được một vị trí rất là vất vả, nhưng mà ở Đài Loan thì tìm vị trí rất chuẩn luôn, nên là chỉ cần gõ Forever Living Taiwan TAIWAN ấy, thì nó sẽ ra được cái vị trí này, và mình chỉ cần đi theo bản đồ thôi. Đấy, thì chỉ cần đi theo những gì tôi hướng dẫn là mình có thể đến được cái địa điểm này để mình có thể mua hàng. Hàng ở đây thì lúc nào cũng rất là nhiều, thì ở bên đây thì cũng khá là nhiều người, trước thì cũng qua ở Việt Nam cũng có dùng qua, và trước cũng có làm qua và sang đi lao động và làm việc, thì nhiều người cũng không biết địa điểm, cũng không biết tìm như thế nào. Thì khi mình search lên cái địa điểm, search lên nó hiện lên đấy, thì nó sẽ có số điện thoại, nó có số điện thoại ở đấy, thì mình chỉ cần gọi, và mình nếu như các bạn ở Đài Trung hay Đài Nam ấy, thì chỉ cần gọi vào cái số điện thoại ở Đài Bắc này, xong rồi hỏi địa điểm gần nhất ở Đài Trung là ở chỗ nào, thì Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam thì đều có hết, và mình sẽ gọi điện đến trụ sở Đài Bắc này, và mình hỏi là cái địa chỉ ở Đài Trung là chỗ nào, và sau đó mình chỉ cần đi theo địa chỉ là ok nhá. Đấy, thì ở đây rất là nhiều luôn, rất là nhiều đồ. Người Đài Loan người ta dùng cũng rất là nhiều. Với đây nó không có tiêu cực về bán hàng đa cấp như Việt Nam đâu, nó không bị biến hình biến tướng đâu. Thực sự sản phẩm bán hàng đa cấp thì nó tốt mà, nên là quan trọng là do cái người làm thôi, có cái người đang làm và hoạt động trong cái lĩnh vực này thôi, người ta như thế nào với cái công ty đó như nào thôi, chứ còn thực sự sản phẩm nó cũng khá là tốt, nếu như mà mình biết dùng đúng cách và đúng liều lượng thì nó rất là tốt, chứ không phải là sản phẩm chức năng, chứ không phải là cứ dùng bừa phứa là nó là tốt, là cứ dùng bừa phứa là không được. Thì đây cái bảng này rất là hay, ở đây nó cũng có 5cc này, ở đây nó cũng có 5cc này, có 5cc này, một tháng này, cũng VIP này, 1cc này, phân ra vậy nó rất là hay. Đây là quầy không tán, cầu không tán thì cửa đánh toán thì đây mình, người ta đánh bài máy tính mình có thể nhìn thấy rõ được cả mọi thứ luôn. Cái này chọn đó, dầu cá này 3015 này, một hộp sữa này, ok. Tiếp theo là một hộp 222. Đúng rồi, 所以你就是不小的。我现在对我现在我现在跟你讲说，我的感觉就是感觉就是。
một nọ còn là phấn ong này. Đây là một bộ clean line của Đài Loan. Bộ clean line của Đài Loan thì nó chỉ có như này thôi. Nó chỉ qua như này chứ nó không có gì nhiều, không biết này là cái gì thì không biết đấy. Như không phải như này là đường ở đây. Đó, 6498. 6498.摸彩券，这个要点一点头让那个抽奖。可以帮我写，我不会写。你写你的名字啊，因为我也不晓得你的名字是什么。名字，那个号码跟电话。号码你当别的。电话自己写。电好。手机号码。Đây là cái box thăm trúng thưởng. Cái này để đây để bốc thăm trúng thưởng này. Không biết được thưởng cái gì nữa. Chia sẻ. Ok, đã xong, về luôn.